bỏ vô trong viên mình. Đi qua phía này luôn nha. Lại lại trước đi, lại vòng đi, xong cầm điện thoại tới tao. Tiếng nào ta? Ôi. Ê, dung. Có bỏ hay không? Nè, mày cầm nhìn tao cái. Đứng đây mày quay xung quanh đi. Qua đây đẹp ghê mày. Qua đây đẹp ghê mày. Đây.
Còn nhiều cái kinh quá à. Gà máu, gà máu liền. Thôi chừng nữa nha. Để coi mình xuống bực á. Lại trước cái mày. Lại đi. Đi vòng luôn đấy. Mà giờ những mua thì mình có rồi đi. Đi đâu? Đi ơi. Đi cái tí rồi. Đi ơi. Đi đó rồi. Đó mẹ ơi, đó mẹ ơi. Mày lại chưa? Rồi lại xong cái đi vòng cái mày lại. Chào mừng hả? Rồi, đó mày đó.
Có sách vở rồi, sách vở cho. Đây, đây, đây. Chụp hình không mày? Thôi đằng trước đi, đằng trước. Ừ. Thôi nãy như đụng đụng vô ba cái đó. Cái âm thanh đó nó bị bóng mắt chụp nha. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Ở trên này cái nút trắng để chụp hình luôn. Ờ, nhưng mà mày bấm cái nút này nó không chụp luôn. Ừ, đúng rồi. Ok. Cái sai á, thầy hứa. Một cái dùng rồi. Ngồi ngồi nghinh. Thả tay xuống nhẹ nhẹ. Ơi ba, ba đứa mình chụp đi, ba chụp cái này nè, nhờ anh ta chụp giùm ba đứa đứng chụp. Chụp chụp đứa à. Từ từ để xem. Ok, tôi chụp để tôi kiếm cách kéo chân mày dài dài xíu. Con bé Dung hỏi càng đứng chung với anh Tâm là nhảy cao à. Rồi chào bóng nhập hiếp gì đi. Ơi chụp đây không mấy? Chụp đây đẹp nè.